Hello, Robot Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay Thành Luân rất vui khi được quay trở lại với toàn thể khách trong video clip này. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 2020. Robot Thành Luân rất vui khi được giới thiệu với toàn thể khách hàng tiếp tục song mộc 3 bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai bằng gỗ hương đá của Lam Phi. Tiếp tục là 3 bộ, ngày hôm nay Thành Luân xong 3 bộ phía sau lưng Thành Luân đây. Và sau đây Thành Luân không để quý khách phải đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của 3 bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai này. Vâng, trên màn hình quý khách đang thấy đây là 3 bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai, đồng loại gỗ, đồng kích thước và đồng mẫu mã. Kích thước đồng kích thước là 40 x 1m27 và dày đủ 5 phân. Toàn bộ khung tranh được đục đồng tiền và chạm hoa lan tây đồng tiền rất tinh xảo và sắc nét. Những ngày trước đây Thành Luân là cũng giới thiệu rất nhiều các bộ tranh tứ quý tương tự như này rồi, thì ngày hôm nay tiếp tục là xong 3 bộ tứ quý bằng gỗ hương đá, và ngày hôm nay Thành Luân sẽ báo giá công khai tiếp tục những bộ tranh này. Những bộ tranh tứ quý đẹp và đẳng cấp này được đục chạm thủ công kênh bong moi móc rất chi là đẹp và giá trị sang trọng hôm nay và giá trị cho mai sau. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của từng bộ một. Và các bộ tranh tứ quý này chúng tôi là đục đồng kích thước, đồng mẫu mã, giống nhau hết. Chúng tôi chỉ review một bộ. Ba bộ này thì cùng cây gỗ chúng tôi xẻ ra, cho nên là không có từ là bộ nào khác bộ nào cả. Nó rất giống nhau và rất đều màu và rất chi là đẹp, đục chạm rất chi là đẳng cấp. Và ba bộ tranh tứ quý này Thành Luân bán với giá 23.500.000 một bộ. Tất cả cái khung tranh này chúng tôi là đục cái này là đục đồng tiền và với góc này là đục hoa lan tây, rất chi là đẹp và giá trị. Và toàn bộ hàng được đục kênh bong, quý khách đang thấy đây, đục rất chi là kênh bong và moi móc. Các bộ tranh tứ quý hầu như là từ năm ngoái đến năm nay chúng tôi đã bán rất nhiều những cái clip mà chúng tôi thông báo bán công khai giá và giới thiệu với toàn thể khách hàng thì chúng tôi cũng đã bán hết rồi. Ngày hôm nay tiếp tục cái lô này là xong 3 bộ. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân để được sở hữu. Hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Đây là bức tranh cây tùng. Tùng bao giờ cũng đi với cả lộc, lộc là chú hiêu đây. Tùng lộc. Đấy. Những bức tranh này chúng ta thường treo từ trái qua phải hay từ phải qua trái cũng đều được. Tiếp theo là cây trúc, cũng kênh bong bồng bềnh moi móc đấy, kênh bong rất chi là đẹp và toàn bộ được đục chạm thủ công, đục thủ công bằng tay, đục chạm thủ công bằng tay, chúng tôi nhấn mạnh đục thủ công bằng tay, đục theo lối 3D, chúng ta nhìn không gian 3 chiều 4 chiều đều giống như thật luôn đấy, do những người nghệ nhân thổi hồn vào lòng gỗ. Quý khách có nhu cầu vui lòng đến trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để mục sở thị đấy, mắt thấy tay sờ luôn, không phải là xem qua hình ảnh này nữa. Và những khách hàng ở xa thì chúng tôi bán hàng và bao hàng, ship hàng, vận chuyển đến tận nhà. Khi khách hàng ưng ý thì thanh toán tiền, không ưng ý thì có thể quay đầu trả lại. Và đồng nghĩa khi khách hàng quay đầu trả lại thì chúng ta phải chịu một chút chi phí tiền vận chuyển thôi. Riêng đồ gỗ Thành Luân tôi bán hàng là như vậy, chỉ cần đặt cọc một vài triệu thôi, sau đó chúng tôi đóng hàng và hoàn thiện và đóng hàng gửi đến tận nhà của khách hàng. Khách hàng xem hàng xong thanh toán tiền. Đó là một cái lợi thế rất là ưu đãi cho các khách hàng ở xa mà không về chiêm ngưỡng được. Và một trong ba bức này thì Thành Luân chúng tôi cũng đã có một chủ nhân, có một anh khách hàng ở Đồng Tháp đã đăng ký rồi. Anh khách hàng ở Đồng Tháp, anh đã đăng ký một trong ba bộ này. Ba bộ này thì nó giống nhau y hệt, và kích thước và loại gỗ và đường nét đục chạm y hệt như nhau, không khác nhau một chút nào. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm trên mọi người vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888, hoặc quý khách có thể về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi, cơ sở 1 nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
cơ sở 2 ở số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Clip quý khách đang xem tôi quay trực tiếp tại xưởng của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi xin nhắc lại, hôm nay ngày 5 tháng 3 2020, chúng tôi trân trọng giới thiệu 3 bộ tranh tứ quý bằng gỗ hương đá kích thước 40 x 1m27, dày 5 phân, được đục chạm kênh băng hoa móc và khung chạm đồng tiền hoa lan tê. Với giá 23 triệu 500 nghìn đồng, khách hàng có một bộ tranh tứ quý rất đẹp để treo trong nhà. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý khách và chúng tôi xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.